Titicaca là một hồ nước ngọt rộng lớn nằm ở biên giới Peru và Bolivia, nổi tiếng là hồ nước cao nhất thế giới và sở hữu hệ động thực vật độc đáo. Tuy nhiên, điều thực sự khiến cho hồ nước này trở nên độc nhất vô nhị chính là tộc người Uros sống trôi nổi trên mặt hồ. Hồ Titicaca có độ cao 3.812m so với mực nước biển, tọa lạc trên đỉnh Altiplano thuộc dải Andes, vậy nên việc tiếp cận với hồ không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng gì đến khoảng 4.000 người đang sinh sống trên hồ. Họ tạo ra những hòn đảo của riêng mình bằng cách sử dụng loại lau sậy mọc nhiều ven hồ. Thời gian dài sinh sống trôi nổi trên hồ khiến họ xem bản thân là chủ sở hữu của hồ nước rộng lớn này. Đồng thời, họ cũng tuyên bố rằng người Uros có dòng máu đen vì họ không cảm nhận được cái lạnh. Ngoài ra, họ cũng tự nhận mình là con trai thần mặt trời. Bản thân những hòn đảo lau sậy có thể tồn tại đến 30 năm nếu được bảo dưỡng đúng cách. Người Uros liên tục bổ sung các lớp lau sậy mới lên phía trên, trong khi lớp lau sậy chìm dưới nước bắt đầu mục nát. Công việc này được xem như một phần cuộc sống của họ. Những lớp lau sậy khô được dịch lại và chồng chất lên nhau, tạo thành những đảo nổi lên đên với khả năng chịu được sức nặng cực lớn. Một hòn đảo lớn có thể chịu đựng được sức nặng của 10 gia đình, trong khi những hòn đảo nhỏ hơn thường có từ 2 đến 3 gia đình sinh sống. Họ chế biến thức ăn trên những tảng đá để tránh bắt lửa vào lau sậy. Bên cạnh đó, người Uros cũng sử dụng những tấm pin năng lượng mặt trời để thắp sáng, xem TV và sạc điện thoại. Nguồn thức ăn chính của những cư dân sống trên đảo đến từ việc câu cá, săn chim. Ngoài ra, họ còn nuôi vịt và chuột lang. Người Uros không chỉ sử dụng lau sậy để làm nhà, mà họ dùng nó để làm ra các món đồ nội thất, thuyền và đồ thủ công để bán cho khách du lịch. Trong những năm gần đây, du lịch đã trở thành một phần quan trọng trong nền kinh tế của người Uros. Mọi người mở cửa nhà và chào đón những vị khách du lịch khắp nơi trên thế giới. Lối sống độc đáo của họ và hồ Titicaca rộng lớn đã biến những hòn đảo nổi này trở thành một điểm đến không thể bỏ qua khi đi du lịch tại Peru.